Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series phân tích những tác phẩm kiếm hiệp của kênh Giải trí Tổng hợp. Hôm nay sẽ là một video về tác phẩm Thiền Lòng Bát Bộ. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Tiêu Phong Hư Trúc cùng đoàn dự vì sao không liên thủ để lấy Thiền Hạ? Bởi vì bọn họ vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều biết Kim Dung thì đều rất thích đem những tác phẩm của mình để dung nhập vào trong bối cảnh lịch sử. Mà tác phẩm Thiền Lòng Bát Bộ thì không thể nghi ngờ đó là một tác phẩm kiếm hiệp đã được dung nhập hoàn hảo nhất. Lúc ấy thế cục của triều đại Bắc Tống vô cùng đáng hổ thẹn, cơ hồ Tào Ngộ bốn bề vây quanh, Bắc có Đại Liêu, Tây có Thổ Phồn cùng Tây Hạ, còn Nam có Đại Lý. Ấy thế lực lớn mặt ngoài nhìn qua vẫn có vẻ vô cùng an tĩnh, nhưng thực tế lại đang âm thầm kiềm chế lẫn nhau. Lợi ích liên quan một khi đứt gãy thì đại chiến rất có thể liền sẽ xảy ra ngay lập tức. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, thế giới võ hiệp cũng là như thế. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm mang theo dã tâm, một mực vẫn luôn âm thầm hành động, cấu kết thế lực khắp nơi, chờ mong thời cơ chín muồi, liền hiệu lệnh thiên hạ để chiếm lấy giang sơn của Đại Tống. Trong đó Mộ Dung Thế Gia luôn có dã tâm khôi phục lại nước Đại Yên năm xưa. Kỳ quái hơn chính là Mộ Dung Phục luôn một mực đem cái tâm nguyện này treo ở bên miệng, tựa hồ là rất sợ người trong thiên hạ không biết đến ý chí của hắn. Kỳ thật, ngoại trừ Mộ Dung Phục, thế lực khắp nơi cũng đều có ý đồ này. Trong đó có Thổ Phiền cùng Đại Liêu đang trừng mắt hổ. Nhưng mà những thế lực này cuối cùng đều không có đạt được mục đích của họ. Như vậy vấn đề cần phải nói tới ở đây. Nếu như ba huynh đệ Tiêu Phong liên thủ khởi sự, phải chăng có thể nhất cử lấy được thiên hạ? Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại thực lực của ba huynh đệ Tiêu Phong. Đầu tiên hãy nói về Tiêu Phong. Tiêu Phong là bang chủ đời trước của cái bang, nhưng là về sau đã bị đuổi ra khỏi môn phái. Nhưng sự ảnh hưởng cùng với danh tiếng vẫn còn rất lớn, mà lại về sau còn làm quen được với hai vị đại nhân vật. Một người là Gia Luật Hồng Cơ, sau này chính là vua của Đại Liêu. Một người là Hoàn Nhàn A Cốt Đả. Tiêu Phong càng là đã được thụ phong làm Nam Viện Đại Vương, trong tay thống soái đến tam quân. Nếu như Tiêu Phong muốn khởi sự, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, lại thêm những bộ hạ cũ và số người tín nhiệm trong cái bang vẫn còn rất đông đảo, nội ứng ngoại hợp, khả năng chiến thắng là vô cùng cao. Chưa kể quân đội của Đại Liêu vốn rất hiếu chiến, không những thế còn được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Nếu cùng một số lượng thì hoàn toàn có thể đánh bại quân lính của Đại Tống, vốn đã rất lỏng lẻo rời rạc. Lại nhìn vào Hư Trúc. Hư Trúc xuất thân từ Thiếu Lâm, mà Thiếu Lâm là Trung Nguyên võ lâm chính tông. Đối với việc Hư Trúc ở lại Thiếu Lâm tự không có học được nhiều ít những loại võ thông cao thâm, nhưng Thiếu Lâm lại nợ ân tình của Hư Trúc rất nhiều. Nếu như Hư Trúc khởi sự, Thiếu Lâm nếu không trợ giúp thì tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. Đương nhiên, thực lực lớn nhất của Hư Trúc vẫn là Tiêu Giao Phái. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Linh Thứ Cung là vô cùng to lớn. Thế lực của 36 động 72 đảo cơ hồ đã bao gồm toàn bộ vùng Đại Tây Bắc, bao quát toàn bộ các hòn đảo, có thể cư ngụ ở vùng biển Nam Hải. Nếu như lại thêm đội quân của Tây Hạ, có được do thành thần với công chúa Mộng Cô, thì Hư Trúc muốn tự lập làm vương cũng không phải là nói quá. Còn tam đệ Đoàn Dự thì vốn đã là hoàng đế Đại Lý, dù cho Đại Lý thực lực yếu nhược, nhưng dù sao cũng đã là một quốc gia có hệ thống quyền lực đầy đủ, và vị trí địa lý mà nó chiếm lấy là vô cùng quan trọng. Một khi khởi sự, cũng có thể tạo ra một sức tấn công rất lớn. Thực lực của ba huynh đệ Tiêu Phong nếu như liên hợp lại xác thực là phi thường cường đại. Cơ hồ đã sâu chuỗi gần như toàn bộ các thế lực chung quanh Đại Tống, từ Đại Liêu đến Tây Hạ, đến Thổ Phiền, lại đến Đại Lý. Càng đáng sợ hơn chính là nội bộ của Trung Nguyên cũng có phạm vi thế lực của ba huynh đệ họ. Cái bang cùng Thiếu Lâm, hai đại bang phái này cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực cho đám người Tiêu Phong. Nếu không thì chí ít cũng sẽ không trở thành thực lực đối địch. Tổng hợp thực lực của ba huynh đệ mà nhìn lại, nếu như Tiêu Phong, Hư Trúc cùng với Đoàn Dự muốn cùng nhau liên thủ đoạt thiên hạ, tựa hồ là sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà quả thật, họ có thể lấy được thiên hạ ư? Đáp án chỉ sợ là phủ định. Vì sao? Bởi vì Kim Dung đã nói, bọn họ còn thiếu một vật, một thứ quan trọng nhất của người muốn mưu đồ đại sự, đó chính là dã tâm. Không sai, chính là điều này. Nếu như vẫn còn cảm thấy chưa thuyết phục, thì hãy so sánh một chút với Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cùng với Mộ Dung Bác chính là những kẻ có dã tâm bừng bừng. Vì đạt tới mục đích của mình cùng ý đồ, bọn họ đã tính toán vô cùng tường tận. Bốn phía bố cục cơ hồ đã đem toàn bộ tình lực suốt cả cuộc đời mình đều đặt vào mục tiêu phục yến.
Nếu như đã nói đến Mộ Dung Phục thì cũng cần nói qua một chút về nhân vật này. Chúng ta đều biết, Mộ Dung Phục được kế thừa di huấn tổ tiên, hắn gánh vác trách nhiệm phục yến trên vai. Có thể nói trọng trách này đối với Mộ Dung Phục giống như là gánh nặng ngàn cân. Mà Mộ Dung Phục xác thực cũng là một nam nhân có đảm lược. Vì phần trách nhiệm này, hắn đã bốn phía bôn ba, lôi kéo đủ mọi thế lực. Vì phần trách nhiệm này, Mộ Dung Phục thậm chí có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả tình yêu và thân tình. Đó đúng là những tố chất cần phải có của một người có thể mưu đồ đại nghiệp trong thời đại trước. Nhưng mà Mộ Dung Phục làm ra hết thảy những điều này, đến cuối cùng nhất lại đều là lấy giỏ trúc mà múc nước sông, công sức dã tràng. Chúng ta đầu tiên hãy nhìn xem Mộ Dung Phục vì thực hiện nguyện vọng này mà đã lôi kéo được đến bao nhiêu người. Vào thời kỳ của câu chuyện Thiên Long Bát Bộ, thế lực hùng mạnh vây quay Đại Tống vô cùng đông đảo. Đó là Đại Lý, Thổ Phiên, Tây Hạ, còn có cả Đại Liêu, đều là những thế lực lớn hùng cứ một phương. Mà Mộ Dung Phục cũng ý thức được, nếu muốn phục yến thành công, nhất định phải đạt được sự ủng hộ cùng tán thành của những thế lực lớn này. Ngoài ra còn có những đại môn phái trên giang hồ, cũng là đối tượng mà Mộ Dung Phục hy vọng có thể lôi kéo. Vì muốn tăng cường phạm vi thế lực của mình, Mộ Dung Phục trước tiên đối với Tây Hạ ôm lấy kỳ vọng rất cao. Nhưng Mộ Dung Phục ở tại Tây Hạ cũng không dám bại lộ thân phận thực sự của chính hắn, nên đành phải cải trang thành Lý Duyên Tông. Mộ Dung Phục đi một bước này cũng là qua loa, không đạt được lợi ích gì. Tuy nhiên đến thời điểm mà Mộ Cô đứng ra kén tuyển phò mã, Mộ Dung Phục lại đã bắt đầu cháy lên hy vọng. Chỉ tiếc cơ hội này của hắn đã bị Hư Trúc cướp mất. Ngoài ra Mộ Dung Phục đã từng nghĩ sẽ lôi kéo thế lực của Linh Thứ Cung, và tất nhiên cũng đã bị Hư Trúc phá hỏng. Tại Thiếu Thất Sơn, Mộ Dung Phục lại muốn lôi kéo cái bang cùng với Đinh Xuân Thu, rồi lại muốn đoạt được vị trí mình chủ võ lâm. Nhưng lại một lần nữa đã bị ba huynh đệ Tiểu Phòng phá hoại. Ngoài ra Mộ Dung Phục đã từng tham gia thế cục phá giải Trần Lung, nhưng một lần này hắn vẫn uy nguyên làm vai phụ cho Hư Trúc. Mặt khác tại Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các, Mộ Dung Bác lại còn có ý đồ lôi kéo Tiểu Viễn Sơn cùng với Tiểu Phòng, nhưng vẫn bị Tiểu Phòng dùng ngôn từ chính nghĩa để cự tuyệt. Nhìn chung trong toàn bộ tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục đã từng có ý đồ lôi kéo tất cả mọi thế lực, bất luận là đại bang phái hay là những thế lực chung quanh phạm vi của Đại Tống. Tự hồ cũng chỉ có Thổ Phiền Quốc Sư Cưu Ma Chí là nguyện ý cùng với hắn đứng ở chung một chiến tuyến. Nhưng người này dụng ý cũng rất cao thầm khó dò. Nhìn chung, căn bản cũng là bởi vì để phục vụ cho mục đích của chính bản thân hắn. Và khi Mộ Dung Phục ý muốn tranh đoạt công chúa với hoàng tử của Thổ Phồn, thì Cưu Ma Chí cũng không ngại sẵn sàng ra tay. Đến cuối cùng nhất, Mộ Dung Phục vẫn ỷ nguyên chưa chịu từ bỏ ý định mộng làm hoàng đế. Bởi vậy mới nghĩ đến chuyện sẽ giúp Đoàn Diên Khánh, thậm chí còn chấp nhận sẽ làm nghĩa tử của tên đại ác nhân này, ý đồ một ngày có thể mưu đồ ngôi vị hoàng đế của Đại Lý Quốc. Thế nhưng vừa vặn là một nước cờ cuối cùng này lại đã dẫn đến việc Mộ Dung Phục bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng còn đánh mất cả thần trí. Mộ Dung Phục bồn ba cả nửa đời người lại rơi vào kết quả bi kịch, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Như vậy Mộ Dung Phục nếu muốn phục yến thật sự có khả năng hay không? Đáp án là khẳng định sẽ được, mà lại trong chính truyện cũng giảng giải vô cùng rõ ràng. Đáp án chính là thân ở bộ lạc Kim Đại Liêu Hậu Viện. Ngay lúc đó lão đại chính là Hoàn Nhàn A Cốt Đả, người mà sau này chính là người khai quốc của nước Đại Kim hùng mạnh. Đáng tiếc nước cờ này lại để Tiêu Phong đi trước, hay nói đúng hơn là định mệnh đã chọn vào Tiêu Phong. Nếu như Mộ Dung Phục có thể kết bạn được với Hoàn Nhàn A Cốt Đả, thì mộng tưởng khôi phục yến quốc của hắn liền có khả năng sẽ được thực hiện thành công. Nếu không thì tuyệt đối là không thể. Đương nhiên, Mộ Dung Phục muốn phục nước yến thành công, ngoại trừ việc đầu nhập vào người khác để lôi kéo thế lực, kỳ thật hắn vẫn có thêm một vài phương thức khác để mưu lợi. Tuy nhiên, một điều cần phải nói ở đây chính là Mộ Dung Phục là một người có đầy đủ dã tâm của một kẻ muốn đồ đại nghiệp. Đáng tiếc ba huynh đệ Tiêu Phong lại không có người nào có được tham vọng như vậy. Nếu như tham vọng của Mộ Dung Phục có thể chia một ít cho ba huynh đệ Tiêu Phong, như vậy thiên hạ khả năng liền sẽ muốn khói lửa nổi lên bốn phía. Cũng cùng một đạo lý đó, nếu như Mộ Dung Phục đạt được sự ủng hộ của ba huynh đệ Tiêu Phong, như vậy đại nghiệp của Mộ Dung thế gia chỉ sợ cũng sẽ đạt thành. Tiểu thuyết võ hiệp trùng quỳ cũng chỉ là tiểu thuyết võ hiệp, Kim Dung cũng không thể đem bọn họ viết thành tiểu thuyết lịch sử. Cho nên ba huynh đệ Tiêu Phong mặc dù có được thực lực này,
Nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có được dã tâm to lớn như vậy. Đây là ranh giới cuối cùng để Kim Dung sáng tác ra Thiên Long Bát Bộ, đồng thời cũng là ranh giới cuối cùng của lịch sử. Bởi vậy ba huynh đệ Tiêu Phong tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng không có khả năng đạt được thiên hạ. Cổ nhân đã từng nói, kẻ có thực lực nhưng không có dã tâm thì quả thực là đáng tiếc. Kẻ có tham vọng quá lớn nhưng thực lực lại không tương xứng với dã tâm thì đúng là một điều bi ai. Câu nói này vừa đúng với trường hợp của ba anh em Tiêu Phong và Mộ Dung Phục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video liên quan đến những tác phẩm như là Kiếm Hiệp Kim Dung, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Diễn Nghĩa hay là Tây Du Ký thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.